Rồi. Minh và Bác Hoa và tất cả mọi người. Thôi được, em nó có một cháu bé thì tăng tật là 10 tuổi rồi. Em đúng là đi từ đông sang tây, từ tây sang bắc, không còn một chỗ nào mà em chưa đi. Và lần cuối cùng vừa rồi này em vừa về thầy võ văn em hôm tết vừa rồi Yên ở Hà Tĩnh. Và thầy Yên cũng trả lời là cháu đừng cụt, coi là cháu không còn tia hy vọng gì nữa, mà cũng đã xác định là cháu sẽ hồi xét lại. Nhưng hôm nay là duyên may và cháu đúng là được thầy, một gặp được thầy rồi, đã có thầy đã gieo tia hy vọng cho con được yên. Công thầy sang đây vâng. Chữa bệnh cho Dũng rồi. Dũng đi ở tận trong nhà nhé. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu,
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502. 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206. 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.